cái vậy? Lên nhá. Vâng. Vậy? Hai cái. Em chào anh xóm nghèo nhá. Mệt quá các bác ơi. Một ngày đuổi có 67 cái đàn cày thôi mà em thở không kịp. Đã thế ngày mai đã mãi chưa lại còn điện với đó tuyệt tầm tịt. Mất điện với chán đời. Anh cứ cho nó gục luôn xuống hơn. Ụp luôn xuống thế này anh được. Thế là xong. Chạy. Kệ nó anh lôi tốt nó vào bên này anh được. Em chào các bác nhé. Các bác thật sự thông cảm cho em. Cái ngày mùa nó mải xong đã thế. Em chả muốn mà nó lại còn cắt điện nữa. Chối tỉ.